Hello, xin chào mọi người. Đã lâu lắm My không có làm video rồi. Tại vì trong tháng trước thì lúc mà My định làm cho video cho các bạn thì tại vì giọng nghe xong rồi nó bị mất tiêu memory record luôn. Xong rồi 2 tuần sau đó thì My bị cảm rất là nặng nên là My bị mất tiếng luôn, nên không có thể nào làm video được. Nên hôm nay My sẽ làm video cho các bạn. Trong video ngày hôm nay thì My sẽ nói về cái trong mùa thu và cái sản phẩm yêu thích trong mùa thu của My là gì. Và trong cái video này thì cũng có vài sản phẩm là của mùa hè nữa, nhưng mà ở phần cuối hè và qua thu hay là My gộp chung lại trong một video luôn. Và chúng ta hãy bắt đầu với những sản phẩm skincare nha. Tại vì thường thường các bạn rất là thích skincare của My nên My sẽ nói về skincare trước. Và cái sản phẩm trong mùa thu My hay sử dụng nhất là cái Kate Somerville mặt nạ này. Tại vì cái mặt nạ này là dành cho những cái bạn mà bị mụn. Thì thường thường thì My sẽ bị mụn những cái mụn li ti nhỏ nhỏ hoặc là những cái mụn bọc, thì My sẽ bôi cái này lên ở cái vùng mụn thôi. Và sau đó là My bôi tầm 2-3 lần một tuần thì nó sẽ sẹo bớt luôn ngay ngày hôm sau. Thì cái này các bạn chỉ để từ 5 phút tới 10 phút thôi, không có được quá 10 phút. Tại vì cái này nó có sulfur trong đó nên là nó rất là tốt cho da bị mụn. Nhưng mà nếu mà để lâu quá thì nó lại bị tác dụng phụ, nên các bạn nhớ nếu mà xài cái sản phẩm này thì chỉ để từ 5-10 phút thôi nha. Và nếu các bạn bị mụn mà toàn mặt đó, thì cái này là cái mask mà mình nghĩ là nó rất là tốt. Tại vì cái này thường thường người ta sẽ sử dụng quanh mặt luôn, nhưng mà vì My chỉ bị mụn một cái vùng nhất định thôi, đặc biệt là vùng cằm, nên là My chỉ dùng cho vùng cằm thôi. Sản phẩm skincare tiếp theo là cái Neogen này của Hàn Quốc. Cái này là tẩy da chết. Thì thường thường My chỉ sử dụng một cái một tuần thôi nên là mãi chưa có hết. Và nếu mà tại vì My là da nhạy cảm nên My chỉ sử dụng cái này một tuần một lần. Còn nếu mà các bạn nào mà da thường hoặc là da khô hoặc là da dầu thì có thể sử dụng 2 lần một tuần. Nhưng mà da nhạy cảm thì My chỉ nghĩ là nên sử dụng một tuần một lần thôi. Tại vì trong này có cồn. Nên là nếu mà các bạn nào mà bị dị ứng cồn cho skincare thì My nghĩ không nên xài cái này. Vì cái này rất là nhiều cồn, nó làm từ rượu. Nên là nghe mùi là biết là nghe ngay ra mùi cồn rồi. Và cái skincare cuối cùng mà My thích trong mùa thu vừa qua là cái này là skin conditioner của Nhật. Thì cái này My có nói trong video Get Ready With Me là cái này là cái mà My rất là thích. Vì cái hôm mà My dị ứng thì có một chị bạn đã recommend cho My cái này. Và sau khi xài cái này một tuần thôi thì My hết gần hết cái phần dị ứng luôn. Đến tháng thì My sẽ bị mụn ngay cằm. Thì xài cái này thì nó sẽ bị ít hơn và bây giờ chỉ bị nổi một cục thôi. Còn bình thường My nổi cỡ 2-3 cục lần. Và cái này các bạn có thể mua ở mấy cái tiệm bán đồ Nhật. Việt Nam cũng có rất là nhiều vì cái này là được rate rất là cao ở Nhật. My mua cái này hồi tháng 10. My mua cái này hồi cuối tháng 9 mà My đã xài hết nhiêu đây rồi. Một lần My xài, My chỉ xài có một cái miếng nhỏ thôi. My xài rất là nhiều vì rất là thích, rất là mềm nha. Đó là xong phần skincare. Và bây giờ sẽ đến phần makeup. Trong phần makeup thì My có 4 món là My thích nhất. Cái này My không xài những trong mùa thu mà My còn xài nguyên cả hè nữa. Đây là cái cushion của Innisfree. Thì cái cushion này My cũng nói trong video trước là nó rất là mỏng, nhẹ và nó có màu xanh. Thì dành cho những bạn mà hay bị đỏ, thì da My rất là nhạy cảm nên là My hay bị đỏ vùng mũi và vùng cằm, thì My xài cái này làm cái lớp lót. Nhưng mà cái nhược điểm của cái này thì nó rất là sáng, thì My nghĩ là chỉ hợp cho những bạn mà có da sáng thôi. Còn những bạn có da tối thì cái này có thể làm da các bạn bị trắng bệch rất là xấu. Nên là nếu mà các bạn có da sáng mà đang kiếm một loại mà để làm đều da không có bị lấy cái chỗ đỏ nữa, thì My sẽ recommend cái này của Innisfree. My mua cushion màu xanh lá cây. Sản phẩm tiếp theo là cái cushion. Cái cushion này là của Moonshot. Là cái cushion này My thích nhất từ trước tới giờ. Tại vì nó lên da rất là mỏng, mịn mà bóng giống như là mấy chị Hàn Quốc vậy đó. Thì My mới biết là My bị dị ứng foundation. Tại vì mỗi lần My xài foundation xong là chắc chắn ngày hôm sau My sẽ bị nổi mụn. Nên là hôm nay My không có xài foundation, My không có xài concealer gì luôn. My chỉ dùng cushion ở trên, ở dưới cái vùng mắt này và My chấm lên cái vùng mặt như bị mụn, bị cái dấu mụn thôi. Thì My đang có một cái ảnh như cầm, nhưng mà cái này nó che phủ cao mà mỏng mà bóng nữa, nên là những cái bạn nào mà thích da Hàn Quốc thì My nghĩ là cái này là số 1.
Mi cũng thấy Blackpink cũng xài cái này. Nếu mà các bạn có thích Blackpink thì nhớ đi mua cái này nha. Và Mi sẽ để mấy cái link tất cả các sản phẩm Mi xài trong video này ở bên dưới link tất cả luôn. Tại vì Mi thấy nhiều bạn nhắn tin Mi hỏi là chị mua ở đâu, thì Mi sẽ để link cho các bạn ở phía dưới nha. Cái sản phẩm thứ tư đó là cái bảng mắt này. Cái này là best seller của Sephora luôn. Mi rất là thích cái này. Tại vì Mi thích màu hồng, Mi hay sử dụng màu hồng ở trên mắt. Màu hồng và màu cam rất là hợp với tông da của Mi, nên là Mi hay xài cái bảng mắt này. Và cái màu cuối cùng là màu nâu này thì Mi thường thường dùng làm eyeliner. Tại vì Mi thấy là màu nâu lúc mà lên mắt thì nó tự nhiên hơn là sử dụng màu đen. Mi sử dụng màu đen hôm nay là tại vì quay video thì màu đen rất là đẹp, nhưng mà ở ngoài đời thì Mi thấy màu nâu đẹp hơn, nên thường thường Mi sẽ xịt một xíu như cái cây cọ mắt và Mi đánh mắt. Thì cái cách đó rất là dễ. Nếu mà các bạn thích video thích kẻ mắt phần 2 thì các bạn hãy comment ở dưới và Mi sẽ làm trong thời gian sắp tới. Tại vì sắp tới Mi được nghỉ đông nên là có thể Mi sẽ làm rất nhiều video cho các bạn. Cuối cùng là của makeup là cái kem dưỡng môi này. Cái này là lip mask của Laneige. Thì cái này Mi cũng nói trong mấy cái video trước, nó rất là thơm. Cái này thì là mùi táo. Nếu mà các bạn thích mùi hơn màu thì Mi nghĩ cái mùi này thơm hơn cái mùi dâu một xíu. Nhưng mà nếu mà các bạn thích cái môi hồng thì nên sử dụng mùi dâu, tại vì sử dụng xong thì nó cũng có xíu hồng, rất là đẹp. Bạn của Mi thì sử dụng màu hồng, còn Mi thì xài màu xanh lá cây. Tại vì Mi thích, rất là thích mùi táo với lại mùi chanh. Tiếp theo Mi sẽ đến dưỡng da body. Thì hôm nay dưỡng da body thì Mi chỉ có một cái thôi, đó chính là cái Slimming này. Thì cái này Mi xài từ đầu hè đến bây giờ rồi. Cái này thì tốt cho những bạn mà hay bị mụn ở cánh tay. Tại vì da tay Mi hình như nó bị mỏng, nên là hai cái bên này nó bị mụn. Nên là Mi rất là ghét mặc đồ mà hở tay, tại vì nó thấy cái vết sẹo của Mi bị mụn. Thì thường thường Mi sẽ xài cái này, Mi cho một xíu vô cái tô, xong rồi Mi xịt dầu hoặc là Mi xịt sữa tắm của Mi, xong rồi Mi trộn lại và Mi massage ở trên cái phần da đó, thì nó giảm, nó tẩy đi cái lớp da trước và nó giảm bị mụn rất là nhiều. Tiếp theo sẽ đến phần tóc. Thì như các bạn đã thấy thì tóc Mi rất là mềm, tại vì Mi sử dụng bảng này trong suốt mùa thu vừa qua. Và ở bên này thì thời tiết rất là khô và hanh, nên là tóc rất là dễ bị khô ở ngay cái phần đuôi này. Thì Mi thường thì Mi ít xài dầu xả, tại vì cảm giác nhức nhức nên là Mi chỉ xài dầu xả tầm 1-2 lần một tuần thôi. Nên là sau khi tắm ra thì lúc mà tóc còn hơi ẩm ẩm thì Mi sẽ sử dụng cái này. Cái này nó rất là mềm luôn. Mi cũng nói trên Instagram rồi, nếu các bạn nào mà follow Mi ở trên Instagram thì Mi sẽ để cái link Instagram ở đây, thì các bạn biết là Mi rất là thích cái này. Cái này thì thường thường Mi lấy một xíu ra tay, Mi lấy cỡ một cái đồng xu luôn, Mi lấy nhiều lắm, Mi không có lấy một xíu, Mi lấy rất là nhiều ra tay. Tay xong rồi Mi bôi ở phần ngọn tóc, sau đó thì Mi để cho nó tự khô. Nếu mà bạn nào thích sấy tóc thì Mi nghĩ là nên sử dụng cái này nhiều hơn, tại vì cái này nó cũng giúp bảo vệ tóc khỏi những cái máy làm nóng tóc. Nên là thường thường Mi sẽ sử dụng cái này sau khi tắm, và khi nào mà Mi muốn uống tóc hay là duỗi tóc thì Mi cũng sẽ sử dụng cái này. Và phần cuối cùng là phần mùi hương. Này là cái nước hoa mà Mi thích nhất trong thời gian vừa qua. Thường thường Mi không có thích cái mùi hoa lắm, tại vì Mi không có thích hoa, Mi cũng không có thích mùi hoa nữa. Nhưng mà mùi này thì nó kiểu giống như là mùi hoa trộn với lại một xíu mùi trái cây, nên Mi rất là thích. Và cái mùi này giữ rất là lâu. Cái này thì Mi giữ được tầm 1 đến 2 ngày, tại vì Mi thường thường xịt trên áo lạnh của Mi. Thì đến ngày hôm sau đi học thì vẫn có cái mùi này ở trên cái áo lạnh đó. Mi rất là thích. Và cuối cùng là cái nến. Đây là cái nến mà Mi thích nhất từ hồi lớp 12 tới giờ. Và đây là cái lọ nến thứ 3 mà Mi đã mua rồi. Thì cái này của Yankee Candle của Mi. Cái này thì các bạn có thể mua ở trên Vincom hoặc là ở trên Diamond, thì đó là những cái chỗ mà Mi mua thôi, mình ở Việt Nam. Còn ở đây thì Mi mua ở trên Amazon. Rất là thơm. Rất thơm giống như mùi biển mà giống như là nước trái cây mà ở biển giống vậy đó. Đó là những gì Mi thích trong mùa thu vừa qua. Hy vọng các bạn sẽ thích cái video này. Và nếu các bạn muốn thì Mi cũng sẽ làm video những cái sản phẩm yêu thích cho mùa đông, mùa hè, mùa xuân nữa. Hôm bữa thì Mi có nói là Mi có làm vlogmas
Nhưng mà My thử rồi thì không có làm được Fogmas, tại vì rất là nhiều người mà My cũng ngại nói chuyện với camera nữa, vì thường thường My không có makeup, My rất là ngại. Nên là My sẽ làm những cái video nhỏ nhỏ và gộp lại thành cái vlog nhỏ, và My có thể up 1-2 tuần mình sẽ up một cái dành cho các bạn. Hy vọng các bạn có thể thích video này, like và subscribe cho My. Social media của My ở bên dưới và để ở trên cái màn hình này cho các bạn. Chúc các bạn có một tuần thật là vui vẻ, và nếu các bạn đang thi học kỳ giống My thì chúc các bạn thi thật tốt nha. Bye bye, xin chào các bạn và hẹn các bạn trong video kỳ sau.